này nhân hạt rẻ anh. Không, nhân hạt rẻ. À, lớp một hỏng ở ngoài còn gặp nhân như này. Vâng. Này dừng lại mua cái bánh hạt rẻ hay phết rồi này. Trông khá ngon đấy. Ngon ngon mua hai cái. Bánh này trên Hà Nội bán vỉa hè 15.000 một cái. 15.000 một cái đi. Đường tầm 5 giờ chiều. Cảm giác giống bánh nướng này. Này, mình bỏ ra xem thì bên trong có nhân hạt rẻ này. Không biết là ngon không. Mua ăn thử. Ăn thử mùi ra phết.